cũng phải lâu lâu rồi đúng không ạ? Sẽ ra một video xe cũ. Bật mí với anh em biết nhé, cái lô xe này này, đẹp, rẻ. Bắt đầu từ bây giờ trở đi sẽ có liên tục những cái lô xe gọi là gì? Ông trùm hàng giá. Không thích chơi giá cũ nữa, mạnh phát thích chơi rẻ hơn. Anh em ủng hộ không? Ai ủng hộ thì đăng ký kênh nhá. Liên tục ra những cái video xe gọi là rẻ đúng không ạ? Rẻ hơn, chất lượng hơn. Đây, và đặc biệt là lô xe này nhá. Ví dụ như con xe này. Bây giờ anh em, Mạnh Phát hỏi anh em câu này nhá. Theo anh em, con xe này với con xe này con nào đắt hơn? Đấy, con này với con nào đắt hơn? Con này Mạnh Phát sẽ bán cho mọi người ngày hôm nay. Nó rẻ hơn con này. Anh em tin không? Đây. Con xe này nhá, Mạnh Phát sẽ bán cho anh em với giá 3.400.000. Bình cũ theo xe đi cả khẳng định được 30 cây một lần sạc. Một xe 133 với giá 3.400.000 thì anh em nghĩ như nào? 3.400.000. Đấy. Xe đầy đủ hết chức năng, đèn còi xi nhan, vẫn là một cái chiếc xe bền bỉ bò điên, vẫn là một trong những xe chở đồ chở nhiếc thoải mái. Đi ok, đèn còi xi nhan mọi thứ ok. Giá 3.400.000. Đấy. Anh em nào có duyên xem video này mà chốt được con xe này là anh em có duyên ấy. Đấy. Như này đã được gọi là phá giá chưa? Như này đã được gọi là phá giá chưa anh em? Đấy. Con đầu tiên nhá, gây sốc đó. Quay lại với con xe có bàn đạp của HK3 này. Con này anh em thông cảm, con này nó là hàng đẹp. Con này nó là hàng đẹp. Con này đắt hơn bởi vì nó là bình mới. Bình mới bán cho anh em con này là 3.500.000. Bình mới nhá. Đấy, 3.500.000 bình mới anh em ạ. Con này quá đẹp luôn. Hai yên được như này thì nói thẳng nhá, hiếm lắm. Nó là của hiếm rồi. Mà hiếm thì nó đắt thì anh em thông cảm. Nhưng bù lại là cái gì? Chất lượng nó đảm bảo. Đúng không ạ? Xe ngon. Đạp, bàn đạp vẫn đang sử dụng bình thường. Xe chính hãng của HK3. Vành nhôm, không phải là xe vành. Vành nhôm lại đẹp nhá. Đây, xe đẹp, đây anh em nhìn đi. Nói chung là anh em cũng phải thông cảm. Đôi khi có những xe rẻ, nhưng đôi khi có những xe nó đẹp, nó đắt hơn một chút. Đấy, anh em sẽ nhìn, anh em biết. Đây, con này là một con điển hình. 3.500.000. Bình mới nhá, bánh 1 năm. Cái bọn này bình mới nó chắc phải đi được 50 cây. Bọn này đi ít, tốn ít điện. Đấy, hàng tiết kiệm. Đấy, nhưng mà đẹp, con này rất là đẹp nhá. Ok, tiếp theo là một con 133S. Vành đỏ. Đẹp, phanh đĩa. Nào, anh em nào thích... mọi lần hay bán những con S nó chưa đẹp bằng con này mà đã bán 5 triệu rồi. Mà con này nó lại là hàng đẹp hơn. Lại còn vành đỏ, lại còn phanh đĩa. Đây, xe lại chắc chắn nhá. Đây, đây êm như ru luôn này. Giảm sóc dùng gọi là mượt mà luôn. Đây. Mà con này bán cho anh em với giá 4.900.000 thì anh em nghĩ như nào? Lâu lâu cũng gọi là bán rẻ đi. Đẹp hơn mà lại còn bán rẻ đi. Cái này không phải là hàng lởm đi đâu nhá. Mà Mạnh Phát đã nói rồi. Từ bây giờ trở đi rất là nhiều những video bán rẻ cho anh em. Bởi vì là mọi người cũng hiểu đúng không ạ? Khi mà nhu cầu xe lớn, bản thân mình đi nhập xe cũng bị đắt hơn. Nên là nói thật, Mạnh Phát cố gắng bình ổn giá được là cố gắng lắm rồi. Chứ không thể nhập đắt hơn lại còn bán rẻ đi nữa thì còn công trạng vào đâu. Đúng không ạ? Nhập đắt hơn nhưng vẫn bán bình ổn giá là sự hỗ trợ gọi là hết sức rồi. Thì bây giờ giá xe nó cũng đã gọi là có chút ưu đãi hơn một chút. Thì Mạnh Phát đôi khi nhập được xe giá hợp lý thì Mạnh Phát lại bán cho mọi người giá hợp lý hơn. Đấy, đây là chia sẻ thật sự với anh em như vậy. Điển hình như những chiếc xe trong video này. Xe đảm bảo chất lượng, ổn định hơn. Đấy, đẹp, nhiều con xe nó đẹp hơn thật sự đấy. Đây là chia sẻ thật, mặc dù 4.900.000 nhưng đôi khi nó sẽ đẹp hơn những cái xe khác 5 triệu ngày trước. Đấy, Mạnh Phát chia sẻ thẳng thắn. Đấy, nói có như nào thì Mạnh Phát nói vậy. Quan trọng nhất là sự thành thật và trung thực với khách hàng. Đấy mới là cái phương châm làm việc của Mạnh Phát nha anh em nhé. Đây, 4.900.000. Anh cứ sẽ quay cho anh em xem một vòng đi, anh em sẽ thấy. Xe rất là đẹp nhá, xe rất là đẹp nhá. Đây đây, để gọn xe vào để cho mọi người đi qua. À, anh em nhìn đi. Đây nhá, tiếp theo nhá, anh em nhìn này. Một cái đích men cứng cáp, chắc chắn. Nói thẳng luôn là cứng cáp chắc chắn như này. Bánh 12 như này. Bình thường trước bán bao tiền anh em nhớ? 7.000.000, 7.200.000. Ngày nay bán cho anh em với giá là 6.800.000. Thì đã rẻ chưa? Đây, con này rất là ngon nhá. Đây, giảm sóc này. Đấy, cực kỳ êm luôn.
bánh 12. Đấy, 6,8 triệu anh em đã thấy chi mừng chưa? Đây, xe đều quay một vòng cho anh em xem. Nói chung là chia sẻ thật sự với anh em ấy, là quan điểm của mình ấy, là làm phải có công. Nhưng mà đôi khi công ít công nhiều là chuyện bình thường. Nhà mình bán hàng thì từ xưa nay 1.000 quảng cáo không mất. Đấy, cho nên bán giá nào chả được. Nên nói thật với anh em luôn, bán giá nào chả được. Thi thẳng tri ân cho mọi người, những cái lô xe nó hợp lý mà chất lượng không đổi nha anh em nhá. Thậm chí những cái xe nó còn chất lượng hơn. Như con X-Men này rất chắc xe, rất chắc xe nhá, vành 12 cực kỳ chắc chắn. Hay đơn cử như anh em một con Vespa màu đen đến từ thương hiệu Biba. Nhưng con này đã được làm lại rồi, sơn lại thôi. Đấy, xe này. Đây, đấy. Anh em nhìn đi. Con này được cứng cáp, giá nó cũng gọi là hợp lý. 7 triệu bình mới, 6 triệu bình cũ. Đấy, giá cũng rất là hợp lý đúng không ạ? 5 bình AQ. Như bình mới thì đi được 6-70 cây một lần sạc. Bình cũ phải được 40 cây. X-Men bình mới mà. Vespa này là như vậy. Đấy, anh em thấy không? Giá nó cũng rất là hợp lý nhá. Chung quy lại là gì? Lô xe này giá cực hợp lý nên anh em xứng đáng để chọn những cái xe trong lô video này. Và sắp tới sẽ còn nhiều video hơn nữa, nhiều giá xe hợp lý hơn nữa. Anh em đừng quên đăng ký kênh Mạnh Phát để hưởng những chương trình ưu đãi sắp tới nha. Sắp tới sẽ có những chương trình ưu đãi rất là lớn dành cho tất cả anh em đăng ký kênh của Hồ Mạnh Phát nhá. Đấy, giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển là từ 300 đến 600 nha anh em nhá. Điều kiện để mua xe là anh em đặt cọc trước 1 triệu. Nhận xe thì thanh toán nốt qua Viettel Post. Anh em alo số điện thoại nhân viên Mạnh Phát đang trực đó là 0358 993 993 nhé. Nhắc lại này, 0358 993 993. Xin chào và hẹn gặp lại.